quý vị và các bạn, ở Sóc Trăng, ngoài lễ hội đua ghe ngò truyền thống thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia, thì ở Tường Phun Sóc sẽ có những cái cuộc đua ghe ngò mini cũng thu hút nhiều thanh niên đến đây tranh tài, tạo ra không khí sôi nổi vô cùng hấp dẫn. Trước đây, ghe ngò mini thường được làm từ những loại cây có đặc tính nhẹ, dễ nổi trên mặt nước như cây gòn, lao, sậy. Về sau, các bạn trẻ đã kỳ công hơn, dùng gỗ đục đẽo phần lõi để tạo thành thân ghe. Sau đó trang trí tỉ mỉ hoa văn, màu sắc để ghe ngò mini càng giống ghe thật. Giải đua ghe ngò này nhằm giúp vui cho các anh em giữ cái truyền thống đua ghe ngò mini thời xưa. Tại năm nay số lượng tham gia cũng nhiều ghe, khoảng gần 50 ghe, thậm chí một người 3 ghe, người 2 ghe, thông báo trước một tháng trước để anh em chuẩn bị làm thuyền, làm ghe, chuẩn bị thi đấu. Năm nay nữa là lần thứ tư tham gia giải này. Mỗi năm thì cũng có thành tích nhưng mà chưa đạt thành tích cao nhất, như năm rồi thì được giải nhì. Thì năm nay cố gắng sửa ghe lại để đạt thành tích cao nhất. Chuẩn bị. Tôi hướng dẫn mấy các cháu nhỏ đó rồi làm ghe này nè, ghe mini này nè, rồi đào tạo cái kỹ thuật bơi, tham gia luôn vì đam mê. Với những chiếc ghe ngò mini được làm tinh xảo, đẹp mắt, mô phỏng theo ghe ngò truyền thống, bạn trẻ ở các Phun Sóc đã có riêng cho mình một giải đấu sôi động cho những ngày mừng năm mới.